Sáng nay 15 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục đến hiện trường vụ sập tường tại khu công nghiệp Giang Điền để kiểm tra. Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng có mặt để giám sát tình hình vụ việc. Theo lời ông Kim, phía chủ đầu tư bên Hàn Quốc cũng đã sang làm việc và đang tạm giữ 3 người để điều tra. Sáng cùng ngày, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đến hiện trường kiểm tra và làm việc với cơ quan chức năng về phương án giải quyết xử lý vụ việc. Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Y tế Đồng Nai cho biết, 14 người bị thương hiện đã ổn định sức khỏe, hiện có 7 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Đồng Nai và 7 người điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ngày 14 tháng 5, huyện Trảng Bom đã hỗ trợ cho 14 người bị thương, mỗi người là 2 triệu đồng. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 14 tháng 5, bức tường đang xây dựng trong công trình tại đường số 8, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai bất ngờ bị sập, đè hàng chục công nhân. Tại hiện trường, bức tường cao khoảng 3 mét, dài khoảng 70 mét bị đổ sập, hàng chục máy xúc được quy động để tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm này, nhiều công nhân đang xây dựng thì bất ngờ bức tường cao đổ sập đè lấp nhiều người. Vụ tai nạn đã khiến 10 người chết và 15 người bị thương. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.